Kinh Trung A Hàm, Kinh Bát Niệm, Hán dịch, Phật Đà Gia Xá và Chúc Phật Niệm, Việt dịch và Hiệu Chú, Thích Tuệ Sĩ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật du hóa tại nước Bà Kỳ Xấu, ở rừng Bố trong núi Ngạc trong vườn Lộc Dã. Bấy giờ tôn giả A Na Luật Đà ở tại Chi Đề Xấu, trong rừng Thủy Trử. Tôn giả A Na Luật Đà ở chỗ yên tĩnh, tĩnh tọa tư duy, tâm nghĩ rằng đạo chứng đắc từ vô dục chứ chẳng phải từ hữu dục. Đạo chứng đắc từ tri túc chứ không phải là không nhàm chán. Đạo chứng đắc từ viễn ly chứ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sống tụ hội, không phải từ sự hội hợp tụ hội. Đạo chứng đắc từ sự tinh cần chứ không phải từ sự biếng nhác. Đạo chứng đắc từ chánh niệm chứ không phải từ tà niệm. Đạo chứng đắc từ định ý chứ không phải từ loạn ý. Đạo chứng đắc từ trí tuệ chứ không phải từ ngu si. Lúc ấy, Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết tôn giả A Na Luật Đà đang niệm gì, đang tư gì, đang hành gì. Sau khi đã biết, Đức Thế Tôn nhập định có hình thái như thế, với định có hình thái như thế, trong khoảnh khắc như người lực sĩ có duỗi cánh tay. Cũng thế, Đức Thế Tôn từ Bà Kỳ Xấu, từ rừng Bố trong núi Ngạc, trong vườn Lộc Dã bỗng biến mất, liền xuất hiện trước mặt tôn giả A Na Luật Đà tại Chi Đề Xấu. Bấy giờ, Đức Thế Tôn xuất định tán thán tôn giả A Na Luật Đà rằng: lành thay A Na Luật Đà, ngươi ở chỗ yên tĩnh, ngồi tĩnh tọa tư duy, tâm đã nghĩ thế này, đạo chứng đắc từ vô dục, chứ chẳng phải từ hữu dục, đạo chứng đắc từ tri túc, chứ không phải là không nhàm chán, đạo chứng đắc từ viễn ly, chứ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sống tụ hội, không phải từ sự hội hợp tụ hội. Đạo chứng đắc từ sự tinh cần chứ không phải từ sự biếng nhác. Đạo chứng đắc từ chánh niệm chứ không phải từ tà niệm. Đạo chứng đắc từ định ý chứ không phải từ loạn ý. Đạo chứng đắc từ trí tuệ chứ không phải từ ngu si. Này A Na Luật Đà, ngươi hãy nghe Như Lai lãnh thọ thêm suy niệm thứ 8 của bậc đại nhân. Sau khi lãnh thọ liền tư duy rằng: đạo chứng đắc từ chỗ không hí luận, ưa sự không hí luận, hành sự không hí luận, chứ không phải từ chỗ hí luận, không phải từ chỗ ưa hí luận, không phải từ chỗ hành hí luận. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân, chắc chắn ngươi có thể ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu an trụ. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân này, lại chứng đắc 4 tăng thượng tâm này, sống an lạc ngay trong hiện tại, dễ được chứ không khó, thì cũng như vua và đại thần có dương đẹp, đựng đầy các loại y phục đẹp, buổi sáng muốn mặc liền lấy mặc, buổi trưa, buổi chiều muốn mặc liền lấy mặc, tùy ý tự tại. Này A Na Luật Đà, ngươi cũng vậy, được y phấn tảo làm y phục bậc nhất, tâm ngươi vô dục, sống với trụ chỉ hành này. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân, lại chứng đắc 4 tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại, dễ được không khó, thì cũng như vua và vương thần có cái bếp làm các thức ăn ngon lành mỹ diệu. Này A Na Luật Đà, ngươi cũng vậy, thường sống bằng món ăn khất thực, là món ăn độc nhất, tâm ngươi vô dục, sống với trụ chỉ hành này. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân, lại cũng chứng đắc 4 tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì cũng như vua và vương thần có nhà cửa đẹp, hoặc có lầu các cung điện. Này A Na Luật Đà, ngươi cũng như thế, ngồi dưới gốc cây, lấy sự tịch tĩnh làm ngôi nhà bậc nhất, tâm ngươi vô dục,
sống với trụ chỉ hành này. Này Ana Luật Đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì cũng như vua và vương thần có giường đẹp, trải lên bằng chăn nệm, đệm bông phủ lên bằng gấm, the, lụa, sa chun, có chăn đệm ở hai đầu để gối, trải thảm quý bằng da sơn dương. Này Ana Luật Đà, ngươi cũng như vậy, chỗ ngồi trải bằng cỏ, bằng lá cây là chỗ ngồi bậc nhất. Tâm ngươi vô dục, sống với trụ chỉ hành này. Này Ana Luật Đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó. Thì cũng như thế, nếu ngươi an trú phương Đông, chắc chắn được an lạc, không có các tai hoạn, đau khổ. Nếu an trú phương Tây, phương Nam, phương Bắc, chắc chắn được an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. Này Ana Luật Đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó. Đối với các pháp thiện ngươi đã an trú, ta không nói đến, huống nữa là nói đến sự suy thoái. Các thiện pháp cứ ngày đêm tăng trưởng chứ không suy thoái. Này Ana Luật Đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó. Thì đối với hai quả, chắc chắn ngươi đắc được một, hoặc trong đời này đắc cứu cánh trí, hoặc nếu còn hữu dư thì đắc Ana Hàm. Này Ana Luật Đà, ngươi đã hãy thành tựu tám suy niệm này của bậc đại nhân, và cũng nên chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó. Sau đó mới an cư mùa mưa, tại chi đề xấu trong rừng thủy trừ vậy. Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho tôn giả Ana Luật Đà, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, Đức Thế Tôn liền như vậy mà nhập định. Trong khoảnh khắc, như người lực sĩ co duỗi cánh tay, cũng vậy Đức Thế Tôn từ chi đề xấu trong rừng thủy trừ bỗng nhiên biến mất, không thấy, rồi hiện ra ở Bà Kỳ Xấu, núi Ngạc rừng Bố trong vườn Lộc Giã. Lúc ấy tôn giả A Nan cầm quạt đứng hầu Đức Phật. Đức Phật liền xuất định, quay lại bảo A Nan rằng: Này A Nan, nếu có tỳ kheo nào đến núi Ngạc rừng Bố trong vườn Lộc Giã, thì bảo tất cả tụ tập tại giảng đường. Sau khi tụ tập tại giảng đường xong, trở lại cho ta hay. Tôn giả A Nan vâng lời Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ngài, liền đi tuyên bố rằng: Đức Thế Tôn dạy, nếu có tỳ kheo nào đến núi Ngạc rừng Bố trong vườn Lộc Giã, thì tất cả hãy tụ tập tại giảng đường. Sau khi các tỳ kheo tu tập tại giảng đường, tôn giả A Nan trở lại chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng qua một bên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các tỳ kheo đến núi Ngạc rừng Bố trong vườn Lộc Giã, tất cả đã tụ tập tại giảng đường, mong Đức Thế Tôn biết cho nay đã đến thời. Lúc ấy Đức Thế Tôn đến giảng đường, trải chỗ ngồi trước chúng tỳ kheo và nói: Này chư tỳ kheo, ta nói cho các ngươi nghe về tám suy niệm của bậc đại nhân, các ngươi hãy lắng nghe và khéo suy tư ghi nhớ. Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn nói rằng: Đây là tám pháp suy niệm của bậc đại nhân. 1. Đạo từ vô dục,
chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. 2. Đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm tởm mà chứng đắc. 3. Đạo từ viễn ly chứ không phải từ chỗ ưa tụ hội, không phải từ sự sống tụ hội, không phải từ sự sống hội hợp tụ hội mà chứng đắc. 4. Đạo từ tinh cần chứ không phải từ biếng nhác mà chứng đắc. 5. Đạo từ chánh niệm chứ không phải từ tà niệm mà chứng đắc. 6. Đạo từ chỗ định ý chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc. 7. Đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu si mà chứng đắc. 8. Đạo từ chỗ không hí luận, ưa sự không hí luận, hành sự không hí luận, chứ không phải từ hí luận, không phải từ sự ưa hí luận, không phải từ sự hành hí luận mà chứng đắc. Thế nào là đạo từ vô dục mà chứng đắc, chứ không phải từ hữu dục? Tỳ kheo đạt được vô dục, tự biết đạt được vô dục, không tỏ cho kẻ khác biết mình vô dục, đạt được tri túc, đạt được viễn ly, đạt được tinh cần, đạt được chánh niệm, đạt được định ý, đạt được trí tuệ, đạt được không hí luận, tự biết đạt được không hí luận, không muốn tỏ cho người khác biết mình vô dục, như vậy gọi là đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. Thế nào là đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm tởm mà chứng đắc? Tỳ kheo hành tri túc, áo dùng để che thân, ăn đủ nuôi thân, đó là đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm tởm mà chứng đắc. Thế nào là đạo từ viễn ly chứ không phải từ ưa tụ hội, sống chỗ tụ hội, hội họp nơi tụ hội mà chứng đắc? Tỳ kheo thực hành hạnh viễn ly, thực hành hai hạnh viễn ly là thân và tâm đều viễn ly, đó là đạo từ viễn ly chứ không phải từ sự ưa tụ hội, sống ở chỗ tụ hội, hội họp nơi tụ hội mà chứng đắc. Thế nào là đạo từ tinh tấn chứ không phải từ biếng nhác mà chứng đắc? Tỳ kheo thường hành tinh tấn, đoạn ác bất thiện, tu các thiện pháp, thường tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố, vì các gốc rễ thiện và không hề từ bỏ khó nhọc. Đó gọi là đạo từ tinh tấn, chứ không phải từ biếng nhác mà chứng đắc. Thế nào là đạo từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm mà chứng đắc? Tỳ kheo quán nội thân như thân, quán nội thọ, nội tâm, nội pháp như pháp. Đó gọi là đạo từ chánh niệm chứ không phải từ tà niệm mà chứng đắc. Thế nào là đạo từ định ý chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc? Tỳ kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền, thành tựu và an trụ. Đó gọi là đạo từ định ý chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc. Thế nào là đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu si mà chứng đắc? Tỳ kheo tu hạnh trí tuệ, quán pháp hưng suy, chứng đắc trí như thật, thánh tuệ minh đạt, phân biệt rõ ràng để dứt sạch khổ một cách chính đáng. Đó gọi là đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu si mà chứng đắc. Thế nào là đạo từ không hí luận, ưa không hí luận, hành không hí luận, chứ không phải từ hí luận, không phải từ ưa hí luận, không phải từ hành hí luận mà chứng đắc? Tỳ kheo, tâm ý thường diệt hí luận, an lạc, chú trong vô dư niết bàn, tâm thường lạc chú, hoan hỷ, ý dài. Đó gọi là đạo từ không hí luận, ưa không hí luận, hành không hí luận, chứ không phải từ hí luận, không phải từ ưa hí luận, không phải từ hành hí luận mà chứng đắc. Này các tỳ kheo, tỳ kheo A Na Luật Đà đã thành tựu tám suy niệm của bậc đại nhân này, sau đó mới an cư mùa mưa tại Chi Đề Xấu trong rừng Thủy Trừ. Ta đem những điều này nói ra
Vị ấy sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Vị ấy khi sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, đã đạt đến cứu cánh. Mà một thiện nam tử vì cứu cánh ấy đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, duy chỉ cầu đắc vô thượng phạm hạnh ngay trong đời này, tự chi, tự giác, tự thân, chứng đắc, thành tựu và an trú. Biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Ngay lúc ấy, tôn giả A Na Luật Đà chứng đắc A La Hán, tâm chánh giải thoát, xứng đáng bậc trưởng lão thượng tôn, rồi nói bài tụng: Vô thượng thế gian sư, xa biết con tư niệm, chánh thân tâm nhập định, nương không chợt đến đây, biết con tâm niệm này, thuyết pháp vượt lên nữa, chư Phật không hí luận, hí luận đã xa lìa, đã biết pháp Như Lai, ưa chú trong chánh pháp, rồi tam muội chứng ngay, pháp Phật đã thành đạt, con chẳng ưa sự chết, cũng không nguyện nơi sanh, tùy thời tùy sở thích, niệm chánh trí vững vàng, tỳ gia ly chú lâm, nơi đó mạng con dứt, ở ngay dưới khóm trúc, nhập vô dư niết bàn. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Na Luật Đà và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.